Chào các em học sinh khối 9. Hôm nay chúng ta bước qua chương 3, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Bài đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là phương trình bậc nhất hai ẩn. Một nhỏ, khái niệm về phương trình bậc nhất hai ẩn. Mời các em theo dõi. Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức có dạng ax cộng bi bằng c. Trong đó a, b, c là các số đã biết, a các không hoặc b các không. Ví dụ, các phương trình 2x trừ y bằng 1, chấm phải, 3x cộng 4y bằng 0, chấm phải, 0x cộng 2y bằng 4, chấm phải, x cộng 0y bằng 5 là những phương trình bậc nhất hai ẩn. Mời các em tìm hiểu, trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn? 1. 2x trừ y bằng 1. 2. 2x bình cộng y bằng 1. 3. 4x cộng 0y bằng 6. 4. 0x cộng 0y bằng 1. 5. 0x cộng 2y bằng 4. 6. X trừ y cộng y bằng 1. Vậy bấm sát vào khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, các em hãy chọn câu trả lời đúng cho thầy. Bây giờ đối với phương trình 1 có dạng là 2x trừ y bằng 1 thì nó có dạng là ax cộng b bằng c. Với a là bằng 2, b là bằng trừ 1, c là bằng 1. Nên đây là phương trình bậc nhất hai ẩn. Xét phương trình 2, 2x bình cộng y bằng 1. Ở đây ta có 2x bình có nghĩa là mũ 2, cho nên nó không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn. Qua phương trình số 3, 4x cộng 0y bằng 6. Nó có dạng ax cộng bi bằng c, với a là bằng 4, các không, còn b là bằng 0, c là bằng 6. Đây cũng là phương trình bậc nhất hai ẩn. Rồi phương trình số 4, 0x cộng 0y bằng 1. Tuy nó có dạng ax cộng bi bằng 1, nhưng nó vi phạm điều kiện là cả a và b bằng 0. Mà trong khi đó khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn người ta đưa ra là a phải các không hoặc b phải các không. Có nghĩa là phải có ít nhất một trong hai hệ số này các không. Vậy phương trình 4 không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn. Tương tự phương trình 5 cũng là phương trình bậc nhất hai ẩn, với a bằng 0, b bằng 2, c bằng 4. Riêng phương trình số 6, x trừ y cộng z bằng 1. Đây là phương trình không có dạng ax cộng b bằng c, nên nó không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn. Mời các em cùng thầy tìm hiểu qua ví dụ số 2. Cho phương trình 2x trừ y bằng 1 và các cặp số mở ngoặc 3.5 đóng ngoặc. Cặp số thứ hai là mở ngoặc 1.2. Bây giờ thầy xét cặp số thứ nhất là 3.5. Thầy thay x bằng 3, phải y bằng 5. Vào vế trái của phương trình thì ta được vế trái sẽ bằng 2 nhân 3 trừ 5. Kết quả thầy tính ra là bằng 1. Từ đây thầy kết luận vế trái bằng vế phải. Như vậy khi đó cặp số 3.5 được gọi là một nghiệm của phương trình. Tiếp tục ta xét cặp số thứ hai 1.2. Ta cũng thay x bằng 1, y bằng 2. Vào vế trái của phương trình ta được vế trái bằng 2 nhân 1 trừ 2 bằng 0. Từ đây ta kết luận vế trái các vế phải. Lúc này cặp số 1, 2 không là nghiệm của phương trình. Từ ví dụ trên ta rút ra được thế nào là nghiệm của phương trình.
Nếu giá trị của vé trái tại x bằng x0 và y bằng y0 bằng vé phải thì cặp số x0 chấm phải y0 đóng mặt được gọi là một nghiệm của phương trình ax cộng với y bằng c. Chúng ta có chú ý trong mặt phẳng tọa độ Oxy, mỗi nghiệm của phương trình ax cộng với y bằng c được biểu diễn bởi một điểm chấm. Nghiệm mở ngoặc x0 chấm phải y0 đóng ngoặc được biểu diễn bởi điểm có tọa độ mở ngoặc x0 chấm phải y0. Các em theo dõi trên mặt phẳng tọa độ. Chúng ta qua bài tập áp dụng sau. Dấu hỏi 1, sách giáo khoa trang 5. Câu A. Kiểm tra xem cặp số mở ngoặc 1 chấm phải 1 đóng ngoặc và mở ngoặc 0,5 chấm phải 0 đóng ngoặc có là nghiệm của phương trình 2x trừ y bằng 1 hay không? Câu B. Tìm thêm một nghiệm khác của phương trình 2x trừ y bằng 1. Dấu hỏi 2, sách giáo khoa trang 5. Nêu nhận xét về số nghiệm của phương trình 2x trừ y bằng 1. Mời các em theo dõi lời giải sau. Câu A. Trước hết là thầy xét cặp số mở ngoặc 1 chấm phải 1. Ta thay x bằng 1 là cái số đứng trước đó các em. Và y là bằng 1 cái số đứng sau. Vào vế trái của phương trình 2x trừ y bằng 1 thì ta được 2 nhân 1 trừ 1 tính ra là bằng 1. Ta kết luận vế trái bằng vế phải. Vậy cặp số 1 chấm phải 1 là một nghiệm của phương trình 1. Tiếp tục, ta xét cặp số thứ hai mở ngoặc 0,5 chấm phải 0. Ta thay x bằng 0,5. Các em nhớ x là cái số đứng trước, y là cái số đứng sau. X bằng 0,5, y bằng 0. Vào vế trái của phương trình 2x trừ y bằng 1, ta có 2 nhân 0,5 trừ 0 bằng 1. Suy ra vế trái bằng vế phải. Vậy cặp số mở ngoặc 0,5 chấm phải 0 là một nghiệm của phương trình 1. Qua câu B. Câu B là người ta yêu cầu tìm thêm một nghiệm khác của phương trình. Thì cái việc này đơn giản, các em có thể cho x bằng một cái giá trị nào đó. Từ đó em thế vào phương trình thì em sẽ tính ra được cái giá trị y. Thì cặp số x y đó được gọi là nghiệm của phương trình. Vậy câu B giao cho các em tự tìm nha. Mời các em qua dấu hỏi 2. Vậy phương trình 2x trừ y bằng 1 có vô số nghiệm. Mỗi nghiệm là một cặp số x y. Nhận xét, đối với phương trình bậc nhất hai ẵn, khái niệm tập nghiệm và khái niệm phương trình tương đương. Tương tự đối với phương trình một ẵn, các quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân đã học vẫn áp dụng để biến đổi phương trình bậc nhất hai ẵn. Chúng ta qua nội dung thứ hai, tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẵn. Thì phần nội dung này các em về nhà tìm hiểu qua sách giáo khoa dùm thầy nha. Rồi về bài tập áp dụng thì các em về tham khảo cho thầy bài tập số 1 sách giáo khoa trong bài và bài tập số 2 sách giáo khoa trong bài mà thầy đã trình bày lời giải có sẵn rồi. Các em tìm hiểu dùm thầy. Hướng dẫn về nhà, các em xem lại lý thuyết và các bài tập đã giải. Như vậy tiết học tạm dừng tại đây. Thân ái chào các em.